Hồ Ngọc Hà sexy với váy 6.000 đô đi dự sự kiện. Nữ ca sĩ trông quyến rũ trong bộ trang phục lấp lánh của nhà thiết kế nổi tiếng. Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại điểm họp báo với một sự kiện vào trưa 17 tháng 4 với hình ảnh gợi cảm gây chú ý với các khách mời. Hồ Ngọc Hà khoe làn da nụt nà trong trang phục của nhà thiết kế người Philippines, bộ váy có giá khoảng 6.000 đô. Hồ Ngọc Hà là một trong những nghệ sĩ tham gia dự án Việt Nam Tươi Đẹp. Ngày mai, cô cùng ekip vài chục người ra Quảng Bình để ghi hình. Hồ Ngọc Hà chia sẻ cô đang rất hào hứng với chuyến đi này. Nữ ca sĩ kể cô sinh ra ở Huế, đến khoảng 6 tuổi thì được bố mẹ đưa về Quảng Bình sống. Cô sống ở đây vài năm thì ra Hà Nội học, đến khi học xong lại vào Sài Gòn lập nghiệp. Mỗi năm Hồ Ngọc Hà đều về Quảng Bình thăm họ hàng hoặc đi làm từ thiện. Tuy nhiên, cô chưa có dịp đi thăm thú cảnh đẹp của quê hương. Chuyến ghi hình lần này được ekip báo trước với Hà Hồ sẽ là rất vất vả. Cô phải đi bộ hàng chục km, leo bậc thang, lần mò trong hang động. Tuy biết sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng Hà Hồ không giấu được cảm giác phấn khích. Nó hoàn toàn khác biệt so với những chuyến du lịch của cô. Đồng hành với chuyến đi của Hồ Ngọc Hà còn có rapper Rexit. Ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng góp mặt trong dự án này. Anh đã có ngày quay hình ở Huế, là quê hương của mẹ. Nam ca sĩ trải qua thời tiết lúc nắng lúc mưa, nhưng quá trình ghi hình lại rất thú vị. Rapper Rexit từng đến Việt Nam một lần, đây là lần thứ hai, anh rất vui khi được mọi người chào đón nồng nhiệt. Rexit từng hỗ trợ cho Noo Phước Thịnh tại sự kiện âm nhạc Hàn Quốc năm ngoái. Anh là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên tham gia dự án Việt Nam Tươi Đẹp để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Sau anh sẽ còn những nghệ sĩ nổi tiếng khác. MC Quỳnh Chi diện áo dài truyền thống dẫn dắt họp báo. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy sáng tác ca khúc chủ đề chương trình, được ekip yêu cầu chỉnh sửa gần 20 lần mới hoàn chỉnh. Ca khúc được 10 ca sĩ nổi tiếng quay MV chung, gồm Đàm Vĩnh Hân, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Bảo Thi, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn, Ái Phương, Quốc Thiên. Ngoài ra còn nhiều văn nghệ sĩ khác góp mặt trong MV này. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, nhạc sĩ Nguyễn Dân và stylist Kio Nguyễn. Dàn sao Việt về Đồng Nai dự đám cưới diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm. Mẹ con Lê Giang, Nam Thư Khả Như xuất hiện rạng rỡ tại đám cưới của diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm tại Đồng Nai. Ngày 16 tháng 4, diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ tổ chức đám cưới tại quê nhà Long Thành, Đồng Nai. Những người bạn thân thiết của anh trong nghề như Nam Thư, Kiều Minh Tuấn đã có mặt chúc mừng. Bà xã của nam diễn viên hài được nhận xét xinh xắn như hot girl. Mẹ con Lê Giang diện tông đen đi đám cưới, nữ diễn viên hài cảm thấy hạnh phúc khi hai con đều nối nghiệp và chăm chỉ làm nghề. Chú rể hài hước tạo dáng bên diễn viên Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm quyết định kết hôn với bà xã xinh đẹp sau 3 năm yêu nhau. Được biết, vợ nam diễn viên hài vốn là fan hâm mộ anh. Những năm qua, cô thường ở bên cạnh chăm sóc anh khi đi quay. Anh chỉ tổ chức tại quê nhà mà không đãi tiệc ở thành phố Hồ Chí Minh như nhiều diễn viên khác. Boca và Khả Như cùng diện đầm trắng đi dự tiệc. Sau khi trở thành quán quân Cười Xuyên Việt 2015, Lê Dương Bảo Lâm hợp tác với nhiều diễn viên hài. Anh được đồng nghiệp yêu quý nhờ tính cách hài hước và vô tư. Dàn diễn viên hội ngộ trong tiệc cưới của đồng nghiệp thân thiết. Huỳnh Lập ăn vận giản dị đi tiệc cưới. Thời gian này anh tức bực làm phim điện ảnh tống cám chuyện Huỳnh Lập kể. Thanh Thảo, bạn trai làm sáu bàn tiệc giới thiệu tôi với gia đình. Sau 3 tháng yêu nhau, người yêu doanh nhân của Thanh Thảo đã đưa chị về ra mắt gia đình. Anh tổ chức 6 bàn tiệc tại nhà để giới thiệu bạn gái. Vừa qua, Thanh Thảo tổ chức giới thiệu 2 MV Ừ Thì Thủy Tinh và Cát tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên chị suốt buổi tiệc, nắm tay lấy đồ ăn, nước uống cho nữ ca sĩ là bạn trai Việt Kiều. Trong khi Thanh Thảo trả lời phỏng vấn, không gian quán ồn ào vì tiếng kéo ghế của các vị khách mời tới, anh không ngại chạy tới kéo ghế thay họ. Nét mặt hạnh phúc, giọng ca búp bê nói: "Cảm ơn anh yêu, trước sự xuýt xa của mọi người, khi chị nhận được sự quan tâm tỉ mỉ của người yêu." Thanh Thảo cười nói: "Anh chiều quá, tôi còn sợ mình hư, anh chăm sóc tôi tỉ mỉ và chu đáo." Về Việt Nam có nhiều lựa chọn diễn viên chuyên nghiệp, vì sao chị vẫn mời người yêu đóng MV cho mình? Tôi không có ý định thực hiện 2 MV Ừ Thì, Thủy Tinh và Cát đâu. Tuy nhiên, trong một lần đi từ thiện ở Đà Nẵng, khám chữa răng cho trẻ em đường phố, biển và phong cảnh nơi đây quá đẹp nên tôi tức cảnh sinh tình, muốn làm MV. Thủy Tinh và Cát là bài hát rất hợp với cảnh diễn,
Vì vậy tôi nhờ ekip trong Sài Gòn bay ra, còn diễn viên tôi định mời anh Trung Dũng người tham gia chung trong Trời Sinh Một Cặp. Tuy nhiên báo gấp, anh ấy không thay đổi được lịch phim nên tôi phải nhờ bạn trai giúp. Trong kịch bản hai người cũng chỉ diễn những cảnh yêu thương nhẹ nhàng nên không làm khó anh. Ban đầu anh từ chối vì không biết diễn thế nào, tôi thuyết phục. Hàng ngày anh đối xử với em thế nào thì thực hiện như thế. Những hình ảnh trong MV là những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi muốn lưu giữ thể hiện. Cuộc sống của chị thay đổi thế nào khi yêu được một Mr. hoàn hảo? Ở trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Mỗi lần tôi nói anh là perfect trong lòng mình thì Tom đều từ chối vì trên đời này không có ai hoàn hảo. Giữa chúng tôi có nhiều điểm khác biệt, ai cũng có khuyết điểm nhưng sẽ cố gắng sửa đổi cùng hỗ trợ để gắn bó với nhau. Cuộc sống của tôi ở Mỹ vẫn không có gì thay đổi. Hàng ngày tôi đưa con đến trường, nấu cơm, chăm lo nhà cửa, vườn tược. Tôi đi hát bây giờ là vì tình yêu âm nhạc và muốn đem niềm vui đến cho mọi người, không phải lo cơm áo gạo tiền bon chen như trước. Cơ duyên nào đưa anh chị đến với nhau? Chúng tôi gặp nhau tình cờ và anh không biết tôi là ca sĩ. Khi anh gửi hình tour khoe với nhân viên ở Đà Nẵng, các bạn ấy không tin và nói, không phải đây là ca sĩ Thanh Thảo nổi tiếng ở Việt Nam. Từ đó anh mới biết tôi là ca sĩ. Anh từ nhỏ tới lớn sống ở Mỹ, cả gia đình người Hoa không nói tiếng Việt nên không theo dõi giải trí và âm nhạc Việt. Từ ngày yêu nhau, anh luôn bên cạnh tôi trong những chuyến bay. Anh không yên tâm khi tôi một mình đi suốt chuyến bay dài, vác nặng ăn mì gói hoài. Nhiều người hỏi vì sao anh đi cùng tôi suốt, công việc của anh sẽ ra sao. Tuy anh kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng mọi thứ đã vào ổn định, nên chỉ cần chỉ đạo qua mail, điện thoại, nhờ đó anh dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Sau 3 tháng yêu nhau, chị đã gặp gia đình anh ấy. Mới ngày giới thiệu bạn gái, anh đã làm bữa tiệc ở nhà hàng với 6 bàn, mời gia đình người thân tới. Mẹ anh là người tháo vát hiền hậu nên từ ngày đầu tôi cảm thấy khá nhẹ nhàng. Bác còn khen tôi, Tôm cho bác xem nhiều hình của cháu, nhưng ở ngoài thì dễ thương hơn cả trong hình. Tìm được người đàn ông chăm lo mình hết mực, chị đã nghĩ đến đám cưới. Khi mình yêu ai, tôi cũng mong có đám cưới lãng mạn, nhưng phải chờ duyên phận. Trước đây, tôi có mối tình kéo dài 6-7 năm, nhưng vẫn kết thúc, nên không dám tuyên bố sẽ cùng Tom đi đến cuối cùng, hay anh ấy là người tốt nhất, muôn đời ở bên mình. Tôi mong mình sẽ giữ được hạnh phúc đang có và lần này chọn được người đàn ông cuối cùng của đời mình. Các Phượng hốt hoảng với bí mật bị giấu kín hơn 20 năm của bạn trai kém 8 tuổi. Yêu nhau 2 năm, nhưng Các Phượng chưa từng biết về bí mật bị giấu kín hơn 20 năm của bạn trai kém tuổi Kiều Minh Tuấn. Trong tập 2 Gương Mặt Phu Thê, lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn, bạn trai Các Phượng, hé lộ về mối tình đầu năm 9 tuổi khi bước vào lớp 5. Dù đã yêu nhau hơn 2 năm, nhưng nữ diễn viên cũng hoàn toàn bất ngờ khi biết bạn trai mình biết yêu từ năm 9 tuổi. Trước bí mật này, Các Phượng nói móc bạn trai rằng Các Phượng biết yêu năm 17 tuổi quá trễ phải không, đâu có như ai kia mới 5 tuổi. Không để bạn gái lấn lướt, Kiều Minh Tuấn ngay lập tức chỉnh lại, yêu hồi học lớp 5, chứ 5 tuổi yêu là con nít quỷ rồi. Tiết lộ hài hước biết yêu từ khi mới 10 tuổi và học lớp 5 của Kiều Minh Tuấn đã gây cười không ngớt cho khán giả có mặt tại trường quay. Trong khoảng thời gian gần đây, Các Phượng thường xuyên đăng tải những hình ảnh khóa môi ngọt ngào lên trang cá nhân, nhưng chưa một lần cả hai lên tiếng khẳng định. Khi nhận lời tham gia Chiếc Ghế Đôi, đội chủ nhà trong chương trình dành cho gia đình trẻ với tên gọi Gương Mặt Phu Thê, Các Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có nhiều chia sẻ thú vị về chuyện tình cảm cũng như bí quyết giữ lửa gia đình. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Các Phượng đã mất một thời gian dài mới vượt qua. Điều đáng mừng là sau những mất mát ấy, cô đã tìm được hạnh phúc mới. Thế nhưng, ít ai biết đằng sau tiếng cười của người nghệ sĩ ấy là cuộc sống đậm nước mắt. Lận đận trong sự nghiệp là thế, chuyện tình cảm của Các Phượng có vẻ cũng chẳng khá khẩm hơn. Năm 2004, Các Phượng kết hôn với diễn viên Thái Hòa và cả hai có với nhau một cậu con trai. Năm 2006, hai người ly hôn, Các Phượng phải một mình nuôi con. Và giờ đây, sau bao sóng gió, nữ danh hài bất ngờ công khai người tình kém 8 tuổi Kiều Minh Tuấn, một người đàn ông hiếm có khó tìm trong làng giải trí bởi tính cách khùng khùng dễ thương. Anh được xem là một nhân tố lạ trong làng điện ảnh lẫn sân khấu kịch bởi lối diễn vô cùng đa dạng và cá tính. Cô vợ hot girl đã sinh con nhưng chưa từng đám cưới của diễn viên Việt Anh là ai? Việt Anh và người vợ xinh như hot girl đã đăng ký kết hôn được 2 năm và có với nhau một đứa con.
Diễn viên Việt Anh nổi tiếng từ series phim truyền hình Chạy Án, hiện tại anh lại tiếp tục làm mưa làm gió trên sóng truyền hình với thành công vai diễn Phan Hải, Tây Công Tử ăn chơi khét tiếng trong phim truyền hình Người Phán Xử. Nếu khán giả đã yêu thích nhân vật thiếu gia Cao Thanh Lâm của Việt Anh bao nhiêu, nay lại càng phát cuồng vì nhân vật Phan Hải bấy nhiêu. Thường xuyên được giao đảm nhận những vai diễn phản diện, nhưng ngoài đời Việt Anh lại là một người đàn ông dịu dàng, lịch thiệp, ít nói và sống rất tình cảm. Anh và cô bạn gái Trần Hương quen nhau 5 năm, đã đăng ký kết hôn và sống chung được 2 năm, đón con trai đầu lòng hồi đầu tháng 3 2017. Yêu nhau có con chung và đã đăng ký kết hôn, nhưng Việt Anh và bạn gái lại chưa từng tổ chức bất kỳ một hôn lễ nào. Họ chỉ cho biết sẽ tổ chức trong tương lai gần. Trên mạng xã hội, hình ảnh đời thường của hai vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trầm Hương sở hữu nhan sắc xinh xắn không thua kém các hot girl. Cô sinh năm 1989, kém bạn trai gần 10 tuổi. Hiện cô đang kinh doanh mỹ phẩm ở Hà Nội. Sở hữu làn da trắng nõn, vóc dáng cao ráo, thon gọn. Diễn viên Việt Anh từng chia sẻ, kể từ khi yêu Trần Hương, bạn bè nhận xét anh trẻ trung yêu đời hơn vì khoảng cách về tuổi tác, sự khác nhau về quan điểm nên Việt Hương và bạn gái muốn dành nhiều thời gian để tìm hiểu, chứ không vội vàng kết hôn. Trần Hương phải lòng bạn trai vì sự tâm lý, tình cảm và óc hài hước của anh. Với lịch trình bận rộn của ông xã, Trần Hương không cảm thấy tủi thân mà còn thông cảm cho anh. Anh Việt Anh là người hơi gia trưởng một chút, hơi khó tính một chút nhưng rất chiều vợ. Ở bên anh tôi có thể làm tất cả những gì mình thích, tất cả những thứ mình muốn. Anh để tôi thoải mái mua sắm, đi chơi với bạn bè. Cô chia sẻ, Việt Anh nhận xét điều may mắn với anh là Trần Hương chín chắn hơn so với những cô gái cùng tuổi. Cặp đôi luôn xuất hiện cùng nhau dù ở bất cứ nơi đâu. Việt Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bạn gái lên trang cá nhân và dành nhiều lời có cánh dành cho cô. Tháng 3 2017, Việt Anh vui mừng khoe hình ảnh con trai vừa mới chào đời. Bé được đặt tên ở nhà là Đậu,